đây là tiệm sửa xe nơi xảy ra vụ việc lừa đảo. 9 giờ sáng hôm đó, anh Công có đón tiếp một vị khách sửa xe lạ mặt. Anh ơi, anh coi dùm cho em chiếc xe, chuyện qua gặp nước thôi, giờ nó tắt máy, sáng giờ vẫn bộn chết luôn kìa. À để đợi anh coi cho. Nó bị sao? Nó bị chết máy. À. Ủa? Sao em nhìn nó quen quen vậy ta? Anh cũng nhìn em quen quen nè. Anh Công phải không? Anh Công con bác hai ở cái đại Tiền Giang nè. Ừ anh nè. Nè, em là Hiếu. Trời ơi, Hiếu nè. Rồi. Nhà em ở cái nhà anh Ngà nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Ở gì tôi mới nhìn trời ơi. Ủa, tiệm này của anh hả? Hay là làm cho chủ? Tiệm này tiệm của anh mới mở mấy năm nè. Trời ơi, dữ nha. Ê, dạo này nhìn bác tướng nhìn mảnh tỏn quá ta. Bác tướng mà không phát tài. Rồi ở dưới công việc thế nào? Ba mẹ khỏe không? Vợ con gì chưa? Thì ba mẹ vẫn khỏe. Có vợ rồi. Có vợ rồi. Vợ dưới quê á. Nói chung là lên thành phố kiếm sống. Nói chung là mình làm nhiều việc lắm nhưng mà không có gì ra gì hết trơn á. Cũng đang còn thất nghiệp. Nè nếu mà thất nghiệp á thì về làm cho anh đi. Thằng thợ mới á, nó cũng mới nghỉ đây. Cậu ấy thì cũng là người quen ngày trước ở cùng xóm với tôi, anh em thì cũng hay chơi với nhau. Nhưng tôi lên đây lập nghiệp cũng đã hơn 10 năm rồi, bật vô âm tính, nên giờ gặp lại nó nên tôi cũng rất là vui. Nghe nó than là chưa có việc làm, thợ của tôi thì cũng vừa mới nghỉ. Thôi thì sẵn tiện giúp nó có công ăn việc làm, cũng vừa giúp cho mình có người phụ việc luôn, nên tôi nhận nó vô làm. Nhưng mà em thì em không có gành mấy nghề này nha. Không biết thì anh chỉ, được chưa? Vậy hả? Ừ. Nhưng mà nhà trọ em thì ở đây cách đây xa lắm. Nếu vậy á, qua đây ở chung với anh. Anh em mình ở với nhau, có anh có em cho nó vui. Có gì thì ăn nấy. Nè, sau này qua phụ anh, vừa phụ anh thì anh sẽ trả cho em lương tháng 3 triệu rưỡi, được không? Vậy anh? Trời ơi, vậy là sướng quá rồi. Em thì dễ lắm. Miếng này nè, anh nghĩ đi. Mà vừa được học nghề nè, vừa được ba mua uống nè, vừa được có chỗ làm ổn định nữa. Vậy thì sướng quá rồi, còn gì nữa? Nếu vậy á, thì sắp xếp qua anh làm sớm nha. Dạ. Để anh coi anh sửa cho em cái xe. Dạ. Còn giờ hôm nay gặp được anh hên ghê. Ban đầu thì tôi chỉ cho nó phụ việc sơ sơ thôi. Tôi thấy nó cũng chịu khó, ham học hỏi. Tôi cũng ưng bụng lắm, nên bắt đầu dạy cho nó nghề sửa xe. Tham gia. Nghe thử coi. Ngon anh. Ok hả? Dạo này tay nghề cũng lên rồi đó nha. Thôi, nãy xe vô trong giữ cho khách. Anh Công, coi giùm em chiếc xe coi, chạy sao nó kêu cọc cọc nè. Để cho em coi cho. Ừ. Ai vậy anh? À, đây là Hiếu. Thằng em cùng với quê anh á, thợ mới của anh luôn đó. Tay nghề cũng được á. Dạ. Được không đó? Được, trời tay nghề ngon lắm á. Anh yên tâm đi. Vậy coi giùm anh đi. Dạ. Xe bị sao anh? Nó kêu cọc cọc, em chạy thử coi. Rồi, để em chạy. Rồi, em vô đây ngồi đi, chờ nó đi chạy test máy. Dạ dạ. Nè. Thôi, ngồi chờ nó chút xíu đi. Ừ. Giờ này công việc em thế nào? Cũng ổn anh. Trần thì quen việc, tôi để nó toàn quyền xử lý xe của một người khách quen. Nó chạy xe của khách đi kiểm tra, thấy nó lâu về quá, tôi với người khách đều cũng thấy sốt ruột. Nói thật chứ tôi cũng hơi lo lo, chưa tin tưởng lắm. Nhưng 20 phút sau thì thấy nó mồ hôi mồ kê nặng nề, dắt bộ chiếc xe về. Ổn không anh? Ổn, nó là thằng em cùng quê với anh mà. Sát nhà anh đó. Sao nó đi lâu vậy? Nó về kìa. Ủa, làm gì mà lâu vậy Hiếu? Sao vậy em? Anh ơi, em chạy cả lúc ngoài kia xong rồi bị tắt máy, dẫn về cả nửa tiếng hồ luôn. Sao? Bắt được bình chưa? Dạ bắt bình được rồi anh, để em sửa cho. À. Bắt được rồi vậy sửa cho anh đi. Đi ngồi chờ nó đi. Ừ, em Hiếu á, nó rất là nhanh trí. Dạy nó bao nhiêu giờ nó học được hết rồi.
Bây giờ nhiều khi tay nghề nó còn cao hơn tay nghề của tôi nữa mà. Thế giỏi ha. Đúng rồi. Nó báo tôi là biết xe của khách bị hư gì rồi, loay hoay ngồi sửa. Tôi cũng hơi trách bản thân mình một chút, là cũng hơi nghi quan cho nó nữa. Nên từ đó trở đi thì tôi hoàn toàn tin tưởng nó. Này á, là anh giao cho em sửa luôn á. Thôi mà. Dạ cảm ơn anh. Ừ. Xong cho em. Coi chừng mốt mở ra mở tiệm riêng luôn á. Rồi, được cái gì? Xong rồi anh. Ừ. Đó kêu nha. Hay anh. Được ha. Ok. Đi ba. Rồi. Cảm ơn em nha. Nhiêu tiền anh? 80. Nè. Thôi em bo cho nó luôn á. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi chị anh cảm ơn. Ok. Em đi nha. Ừ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Đẩy xuống giùm anh coi. Rồi. Nè. Dạ. Giờ tay nghề lên rồi đó. Anh nghĩ tương lai á, em có thể mở được tiệm xe riêng của mình luôn á. Dạ. Cũng nhờ thầy giỏi. Và một khi niềm tin đã được xây dựng vững vàng, con cáo bắt đầu lòi đuôi. Mọi chuyện cứ như vậy, cho tới ngày hôm đó, tôi có việc gấp phải về quê nên giao lại cái tiệm sửa xe cho nó quản lý. Tôi mới về được có mấy ngày thì liên tục nhận được cuộc gọi của một người khách quen, nói rằng xe của họ để lại tiệm tôi đã bị mất, và Hiếu thì không thấy đi đâu. Tôi nghe mà hoảng hốt, liền lật đật chạy lên. Thằng này nó làm ăn kiểu gì vậy? Hứa đã nói là qua lấy xe sớm mà bây giờ chưa có là sao? Em cũng không biết thì sao nữa. Ông Công, ông làm cái gì mà gọi điện hoài, ông bắt máy trời. Thôi không được anh. Ô, anh. Có gì vậy anh ạ? Anh làm gì mà em gọi điện anh qua không được vậy? Anh Công vô cùng hoang mang và bất ngờ trước sự việc này. Bản thân anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và với Hiếu, hai vị khách quen giận dữ và kể lại sự việc của ngày hôm qua. Ủa em, anh Công đâu? Dạ anh Công về quê có gì không anh? Trời ơi, cái chiếc xe vừa hổm sửa đó. Sao? Nay hư nặng hơn trước nữa kìa. Rồi, em nghi lắm rồi. Hôm bữa em thấy nó cọc rồi mà em sợ anh đi gấp, cho nên em mới chỉnh gấp cho anh. Đó. Bây giờ sao anh? Coi lại cọc coi. Cọc nữa hả? Ừ. Coi giùm anh coi. Dạ để em coi cho. Ổn anh ơi, cái xe này là phải làm máy lại. Gì? Làm máy lại hả? Tại vì hôm bữa là cũng như là em sợ anh gấp, em mới làm gấp cho anh đi. Bây giờ là phải để lại làm máy, mới hết được. Vậy bao lâu mới xong vậy? Cái này chắc mai nha. Mai hả? Bây giờ chiều rồi em tranh thủ làm cho anh. Tối em tranh thủ làm, sáng cái chừng 7-8 giờ sáng anh quay lại. Được không? Chắc không? Ừ. Anh yên tâm đi, mình khách quen không mà. Ngay khi anh Quang khách sửa xe chạy xe vào tiệm để sửa, Hiếu đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt xe. Về phần anh Quang, vì tin rằng Hiếu là người em, người làm công đã từng được chủ tiệm giới thiệu, nên anh chủ quan để lại xe cho Hiếu sửa mà không chút nghi ngờ nào. Ủa? Xe bị gì em? Dạ xe em đang chạy nó bị tắt máy á anh. Dạ, rồi để anh coi coi. Dạ. Ủa anh, mà anh Công đâu rồi anh? Anh Công về quê có một chuyện rồi em. Em yên tâm đi, ở đây anh sửa được.
Ừ. Dạ. À, xe chết máy hả? Trời ơi, đến coi coi. Chết. Em ơi. Dạ. Mấy cái xe tay ga như vậy mà chết máy là thua. Một là phải bỏ lại làm máy thôi. Ủa, mà mình làm lâu không anh? Chắc có nửa ngày á. Phải biết sao mà giờ anh không có làm liền được. Giờ chiều rồi mà giờ nè, còn chiếc nè. Đó, khách mới đưa tới là hẹn ngày sáng mai tao lấy á. Xem tới chiều hả? Bây giờ em có một chuyện gấp không? Dạ có, giờ em lên trường để thi. Bây giờ bắt xe Honda rồi gác gì đi đỡ đi. Để lên xe để anh sửa cho. Được không? Anh gãi máy làm kỹ cho. Còn đối với chị Thành, Hiếu lợi dụng vào việc phụ nữ không rành về máy móc, xe cộ. Nên mặc dù xe của chị sửa rất nhanh, nhưng Hiếu vẫn cố tình nói chị để xe ở lại. Và chị cũng như anh Quang, cũng với niềm tin đây là tiệm sửa xe quen. Và cũng đã nhiều lần để xe lại tiệm cho anh Công sửa chữa. Chạy tới gấp đi mày. Để xe đi nè. Mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi và nằm trong kế hoạch của Hiếu. Sau khi lừa được hai nạn nhân, Hiếu liên lạc với đồng bọn của mình đến tìm. Chúng nhanh chóng tẩu tán tài sản và bỏ trốn biệt tâm. Nghe hai người khách kể xong mà tôi hoang mang thật sự. Tôi thật không ngờ nó lại đối xử với người làm ơn cho nó như vậy. Xe bao quý khách. Ngồi phá máy luôn à. Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi, rồi xe của em thì sao? Bây giờ em gấp em phải đi làm đó mà nó lấy xe rồi làm sao? Giờ chắc. Gọi cho nó thì không được. Tôi liền gọi về nhà cho má. Nhờ má tôi đi hỏi thăm nhà của nó thì mới biết là nó đã bỏ nhà đi cả mấy năm nay không về lại quê rồi. Không ai biết là tung tích ở đâu hết. Vậy là từ đầu khi đến tiệm của tôi làm, nó đã có ý định lừa đảo tôi rồi. Nên lúc nào cũng tỏ ra siêng năng, lấy lòng tôi. Tôi nghĩ nếu không vô tình mình đi về quê thì nó cũng tính cách khác để lừa lấy tài sản của tôi thôi. Và khách sửa xe nữa, đây cũng là bài học đắt giá cho tôi. Đừng nên tin tưởng ai quá mức. Nếu có bận việc gì đi xa thì tốt nhất nên đóng cửa tiệm. Tự mình bảo vệ tài sản của mình là tốt nhất. Giờ anh tính sao với tụi em đây? Bây giờ bọn em bình tĩnh. Giờ anh cũng không biết làm sao. Anh nghĩ là nó lừa anh rồi lừa tụi em luôn. Bây giờ mình lên phường trình báo công an đi. Dạ. Vậy là đã quá rõ. Một cú lừa mà tới ba nạn nhân sập bẫy, phải không quý vị? Đối với hai khách mang xe tới sửa, điểm chung của cả hai người đều gấp rút cho công việc riêng của mình nên đành phải để xe lại cho Hiếu. Một phần nữa cũng vì tin tưởng đây là tiệm của người quen. Nhưng đối với anh Chiến, ngoài việc phải đền lại tài sản cho người bị hại, anh còn cảm thấy thất vọng vì sự vô ơn của Hiếu khi anh đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo công ăn việc làm. Và chắc hẳn không ít người trong chúng ta đã từng giao xe cho thợ sửa chữa rồi mới quay lại lấy xe vì bận công việc hoặc ngại chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, qua sự việc trên, chúng ta cũng nên rút ra bài học cảnh giác, phải không quý vị? Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Chuyện Cảnh Giác cũng đã hết. Chí Thuận rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và Chí Thuận luôn mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện lừa đảo mà quý vị gặp phải thông qua email chuyencanhgiacvn@gmail.com. Chúc quý vị có kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Truyền Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay Truyền Cảnh Giác mang đến cho quý vị một câu chuyện về một vụ lừa đảo đầy tinh vi, hòng lấy trộm xe ô tô. Xuất phát từ hình thức cho thuê ô tô tự lái, nạn nhân đã không ngờ rằng chiếc xe mà mình cho thuê đã lọt vào tầm ngắm của kẻ gian để rồi bị mất trộm theo một thủ đoạn mà thật sự chẳng ai có thể ngờ tới, thưa quý vị. Tình huống sau đây sẽ lột tả chân thật nhất tình tiết của vụ lừa đảo này. Xin mời quý vị cùng theo dõi để rút ra cho mình bài học về sự cảnh giác. Tôi có một người bạn cũng coi như là anh em thân thiết với nhau. Thì đợt đó là ông bạn tôi, ông gặp khó khăn công việc, cần phải xoay tiền gấp, cho nên là mới hỏi vay mượn của tôi 500 triệu đồng. Thì dù là anh em quen biết với nhau, nhưng mà mấy cái chuyện tiền bạc làm ăn thì mình phải rõ ràng, chứ không có qua loa được. Cho nên là tôi mới đề nghị ông là thế chấp chiếc ô tô của ông cho tôi, rồi tôi cho ông vay tiền. Thì ông bạn tôi, ông cũng đồng ý. Khỏe bạn Hiền? Lâu quá mới gặp. Bạn khỏe chưa? Lâu mới gặp. Thôi vô nhà nói chuyện đi. Trời ơi, lâu quá mới gặp luôn đó. Rồi sao? Cũng... Sao? Tôi nghe nói dạo này làm ăn khó khăn lắm hả? Bạn bè tôi cũng thưa thiệt với ông. Dạo này hàng tôi nhập về ra khó quá, cho nên hơi kẹt vốn. Bởi vậy, giống như là tôi đã nói điện thoại qua với ông đó. Lần này tôi cầm xe qua, thế với ông mượn đỡ 500 triệu. Có gì khoảng 2 tháng sau tôi trả cả vốn lẫn lời cho. Tôi hiểu mà, nói chung là chỗ bạn bè thân thiết. Nhưng mà mình làm ăn á, phải sòng phẳng rõ ràng, thấy không? Cho nên đây, hợp đồng đã sẵn sẵn, đọc đi. Coi ok, ký vô. Tôi cũng hiểu mà, mấy cái này bạn thân thì bạn thân, nhưng mà có giấy tờ mới an tâm hơn. Giờ tôi đọc xíu nha. Cái này chỉ là hợp đồng thế chấp xe, mình làm giấy tờ cho rõ ràng, thấy không? Anh em đâu đó vui vẻ đàng hoàng. Đọc đi. Ok, tôi thấy cũng khá chi tiết rồi đó. Để tôi ký cái. Rồi, vậy giờ chuyển khoản trong luôn nha. Rồi. Rồi, chuyển qua rồi đó. Tôi nhận được rồi nè, 500. Mình gửi bạn giấy kiểm định nè, bảo hiểm với lại giấy đăng ký xe ô tô, chìa khóa luôn. Nói thiệt chứ cái xe này á thì nó không phải là xe đời mới gì. Nhưng mà tại vì nó có nhiều kỷ niệm với tôi, tôi quý lắm. Thôi, gửi đỡ bạn giữ 2 tháng. Có gì 2 tháng sau mình ra lấy lại. Không biết tính tôi mà, giao cho tôi cứ yên tâm. Bởi vậy, bạn thân chỉ nhờ bạn những lúc khó khăn vậy thôi. Rồi ok, yên tâm mà. Cảm ơn bạn. Dạ anh thông cảm giùm em đi. Chắc tầm 2 ngày nữa người khách trả xe mới có. Chứ giờ xe kẹt cứng rồi anh. Anh thông cảm giùm em nha. Rồi rồi, dạ thông cảm giùm em nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Ơi. Xe cổ đâu ăn chưa có xe. Ông dịp chính của tôi là cho thuê xe ô tô. Ngay bữa đó là dịp lễ Tết, cho nên là khách hàng gọi điện thuê xe nhiều lắm luôn. Bữa đó coi như là hết sạch xe luôn, tôi phải từ chối khách liên tục. Lúc đó trong nhà chỉ còn duy nhất một chiếc xe của ông bạn tôi đem tới thế chấp thôi. Riêng chiếc đó là tôi để trong sân nhà chứ không có cho người ta thuê. Alo Phúc nghe. Dạ cho em hỏi, phải bên chỗ anh Phúc cho thuê xe không anh? Dạ đúng rồi anh, có gì không anh? Dạ ngày mai em cần thuê một chiếc xe 7 chỗ á, em đi công việc, em tự lái luôn, không có cần tài xế. Anh thông cảm đi, đợt này bên em kẹt xe cứ ngắt luôn anh ơi. Không còn chiếc nào hết trơn á. Không còn chiếc nào luôn hả? Dạ đúng rồi, tại biết sao không? Ngay cái đợt lễ này nè, người thuê về quê, người thuê đi công việc, đi du lịch. Cho nên bây giờ xe bên em kẹt cứng à. Khách nào á mà đặt cái chừng tuần lễ, 2 tuần á thì mới có. Chứ gấp 1-2 ngày em không có, anh cảm giùm em nha. Nói thiệt với anh là nãy giờ em cũng gọi 3-4 chỗ để đặt xe rồi mà chỗ nào cũng hết xe hết trơn á.
em thấy cái số điện thoại anh trên mạng nè nên gọi thử, ai về cũng hết luôn. Mà thiệt anh á, là nói thật lòng với anh luôn là em đang cần xe gấp lắm để ngày mai em về miền Tây có công việc. Bây giờ anh thử coi cách nào, bạn bè anh liên hệ có cách nào anh giúp em được không? Nói thiệt anh, giá cả bao nhiêu là em cũng được hết trơn, cũng chịu hết trơn á. Chứ giờ chỗ nào cũng hết trơn rồi. Thiệt giờ em bó tay luôn rồi, anh có cách nào ráng giúp em được không? Mà anh cần thuê xe mấy ngày lận? Em thuê tầm 3 ngày anh. 3 ngày hả? Mình là dân làm ăn mà, đậu mình lúc nào coi như là cũng nghĩ cái cách để kiếm tiền. Ông khách này là ổng lại cần xe gấp quá mà còn thuê tới tận 3 ngày, thậm chí là giá cao ổng cũng chịu thuê luôn. Giờ mà bỏ khách á, thì nói thiệt tiếc lắm. Tại vì thường làm cái nghề này á, hễ mà mình làm quen được với khách rồi là sau này cứ hễ cần xe là người ta gọi mình, coi như là thành cái mối làm ăn lâu dài luôn á. Cho nên á, thấy khách mới thì tôi cũng không muốn mất khách. Mà giờ trong nhà thì chỉ còn duy nhất chiếc xe của ông bạn tôi thế chấp để lại thôi. Thật ra ban đầu thì tôi cũng chỉ tính là để chiếc xe này trong nhà, không có tính chạy gì hết. Nhưng mà bây giờ thấy xe nằm không ngoài vậy cả tháng rồi thì cũng uổng. Nên là thôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình cứ đem cho khách thuê đi, rồi mình kiếm thêm tiền, rồi còn có thêm được mối làm ăn nữa. Vậy cũng tốt mà, chứ để xe nằm không nhà ngoài làm gì. Vậy nè anh ơi, nếu như mà anh cần đi gấp trong 3 ngày á, thì tôi có chiếc xe này. Nói chung là xe gia đình, hàng cưng lắm. Cho nên, nhưng mà nếu mà cho thuê thì giá nó hơi cao cao một tí, tôi mới cho thuê được. Nói chung là xe này là xe 7 chỗ, ngon lắm anh. Bây giờ tôi cho anh thuê giá 1,5 triệu ngày được không? Là được anh, nói chung là giá cả mình vấn đề, anh giá bao nhiêu cũng được hết trơn á. Nói chung có xe là được rồi. Dạ, yeah. Rồi vậy ok. Mà anh tên gì vậy? Dạ em tên Quang. Vậy bây giờ anh gửi cho em cái địa chỉ đi, rồi ngày mai anh chạy em chạy qua em lấy xe luôn nha. Rồi ok, vậy giờ để tôi nhắn địa chỉ nha. Rồi có gì mai anh qua đi rồi mình làm hợp đồng với nhau nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi ok, cảm ơn Quang nhiều nha. Dạ yeah. Mặc dù chiếc xe là của ông bạn tôi, nhưng mà khi mà thế chấp xe á thì bạn tôi có chuyển cái định vị xe cho tôi để cho tôi dễ quản lý. Như vậy thì mình cũng yên tâm hơn khi mà cho thuê xe, tại vì mình nắm cái định vị trong tay mà. Vô đây anh ơi. Đậu xe đi. Dạ. Anh là anh Quang phải không? Dạ đúng rồi. Chào anh. Anh Phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm qua em có gọi cho anh thuê xe á. Rồi rồi đúng rồi. Anh thuê xe đi công việc đúng không? Đúng rồi. Đây chiếc xe này. Rồi. Xe mới lắm. Xe còn mới quá, ngon lành quá anh. Tại vì xe nhà đi. Không giấu gì anh, thiệt sự là ở nhà em cũng có chiếc xe nữa. Nhưng mà tại chạy lâu năm quá, rồi bây giờ phụ tùng nổ hư, rồi bởi vì đem vô gara bảo trì. Mà bữa nay nè, em đang có việc gấp về miền Tây, là em gặp đối tác làm ăn nữa mà. Bởi vì phải tranh thủ đi về dưới, mà xe giờ đâu có, phải vì thuê xe anh cho tiện nè. Rồi rồi, giờ mà anh vô trong làm hợp đồng nha. Anh cho em mượn giấy tờ đi. Thì cũng như thường lệ là khách nào tới thuê xe thì tôi cũng làm thủ tục đàng hoàng hết. Mình phải nắm được thông tin của khách thì mới dám cho thuê xe chứ. Lúc đó thì mọi chuyện diễn ra rất là ổn, tôi cũng không thấy có gì gọi là bất thường hết á. Rồi, rồi, anh xem hợp đồng ok chưa, ký giùm em. Đây. Ký đây. Đây chữ. Rồi. Rồi. Mình mỗi người giữ bản anh ha. Rồi. Đây. Anh đưa cho em giấy tờ xe luôn. Cảm ơn. Đây. Chiếc tờ. Đây là chìa khóa xe luôn. Rồi. Sao vậy không anh? Không có gì. Rồi. Khi nhận hợp đồng và giấy tờ xe từ anh Phúc, Quang đã phát hiện ra điểm bất thường. Cụ thể đó là tên của người cho thuê xe trên hợp đồng là Nguyễn Minh Phúc, nhưng tên của chủ xe trên giấy đăng ký xe là Ngô Văn Thịnh. Đây rõ ràng là hai người khác nhau. Trong khi trước đó trao đổi qua điện thoại, thì anh Phúc lại nói chiếc xe này là xe của anh.
Dựa vào những chi tiết này, Quang khẳng định chiếc xe này không phải thuộc sở hữu của anh Phúc và nhiều khả năng lai lịch chiếc xe này bất minh. Chính từ đó, Quang đã nảy sinh ra ý định xấu. Nhưng trên thực tế, Quang không hề biết rằng chiếc xe này là của anh Thịnh, nhưng đã được dùng để thế chấp cho anh Phúc. Vậy là mình hợp đồng cho thuê xe ha. Rồi anh nhớ chạy cẩn thận giùm em nha. Rồi yên tâm đi, em chạy xe kỹ lắm. Dạ. Rồi, đi được ha anh. Giờ em lấy xe em đi, để tranh thủ có việc gấp. Rồi, ok em. Dạ. Đúng 3 ngày sau thì cái người khách mà thuê xe đó mới quay trở lại trả lại chiếc ô tô cho tôi rồi thanh toán tiền. Nói chung tính tôi là cũng cẩn thận, xe này lại là xe của bạn tôi thế chấp chứ đâu phải xe của tôi, cho nên là càng phải đặc biệt cẩn thận hơn nữa. Khi mà người ta trả xe là tôi kiểm tra xe rất kỹ từ bên ngoài nè, cho tới nội thất bên trong coi có hư hại gì không. Thì thấy mọi thứ đều còn y nguyên hết. Coi như là cái vụ làm ăn với ông khách đó là ổn hết á. Xe trả về cho mình nguyên vẹn đàng hoàng. Cho tới một tháng sau thì xảy ra chuyện. Bữa đó là tôi mới lấy cái chiếc xe đó, là chiếc xe mà ông bạn tôi thế chấp á. Tôi chạy xe đi ăn tiệc, rồi cũng say xỉn quá cho nên là ngủ lại qua đêm ở nhà một người bạn. Mà kẹt cái là nhà bạn tôi không có sân rộng, cho nên là phải đậu xe ở ven lề đường. Mà cái con đường đó thì cũng vắng vẻ. Nghe bạn tôi nói là trước giờ khu vực này cũng an ninh, không có vấn đề gì hết, cho nên là tôi cũng yên tâm mà đậu xe. Đâu có ngờ là sáng ra tỉnh dậy thì có chuyện. Ủa? Minh ơi! Minh ơi Minh! Minh ơi! Ơi! Vô đây nè! Cái gì vậy? Xe tao nó mất tiêu rồi! Cái gì? Xe tao đậu đây mà! Tối qua tao đậu đây mà! Xe tao nó mất rồi! Hả? Kỳ vậy? Khu tao đó về an ninh lắm mà làm gì có mấy chuyện này! Đâu? Mày mở định vị mày coi coi! Ừ! Nhanh đi. Mất tín hiệu rồi. Trời kỳ. Mày coi kỹ lại coi, nhiều khi sao? Không có được. Mất tín hiệu rồi. À thôi, để tao vô tao check camera nha. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đợi tao xíu nha. Ôi. Không được. Nè nè. Đây đây, đâu? Để tao mở camera lên, chết lại nha. Khi mà xem lại camera thì đúng thiệt là chiếc xe của tôi đã bị trộm lấy mất hồi lúc đêm khuya. Kẻ trộm á, dáng người thì cao, có vẻ là một thanh niên. Mà hắn ta rất là cẩn thận nha, trong đêm tối mà đội nón, bịt khẩu trang che kín mít, rất là khó nhận diện. Mà có chi tiết này đáng chú ý nha. Hồi tối khi mà đậu xe, tôi nhớ rất rõ là tôi đã khóa xe, chốt cửa đàng hoàng. Nhưng mà kỳ lạ là cái tên trộm này lại không mất quá nhiều thời gian để phá khóa chiếc xe của tôi. Hắn ta vừa lên xe cái là nổ máy chạy đi luôn. Xe ô tô đâu có dễ phá khóa thế vậy đâu. Mà chìa khóa xe thì vẫn còn ở trong tay tôi chứ không có mất đi đâu. Lúc đó tôi nghĩ là có khi nào hắn ta có một chiếc chìa khóa khác hay không. Quan trọng hơn nữa là định vị gắn trên xe cũng bị mất tín hiệu luôn. Sau đó thì tôi mới trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Sau thời gian điều tra thì cuối cùng công an cũng bắt được cái đối tượng trộm xe. Không phải ai xa lạ hết mà chính là cái người khách mà một tháng trước đã thuê cái chiếc xe này á. Thật sự nghe phía công an nói mà tôi bàng hoàng luôn. Không thể ngờ được là hắn ta lại có thể dùng những cái thủ đoạn mà tinh vi tới như vậy. Đầu tiên trong quá trình làm hợp đồng thuê xe, đối tượng Quang nhận thấy tên người cho thuê xe trên hợp đồng và tên chủ xe trên giấy đăng ký xe là khác nhau. Từ đó Quang suy ra chiếc xe này không phải là của anh Phúc. Thế nhưng trước đó qua điện thoại, anh Phúc lại nói đó là xe của mình. Việc anh Phúc nói như vậy chỉ là để dễ cho thuê xe, chứ không có mục đích xấu gì cả. Tuy nhiên, Quang thì lại nghĩ khác. Hắn ta cho rằng bởi vì lai lịch chiếc xe này bất minh, có khả năng là xe gian tiêu thụ nên anh Phúc mới phải nói dối như vậy. Chính từ đó, đối tượng Quang mới nảy sinh ý định trộm cắp, bởi hắn ta nghĩ rằng nếu đây là xe gian tiêu thụ thì khi mất xe, nạn nhân cũng sẽ khó mà trình báo vụ việc lên công an. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Quang, còn thực tế chiếc xe này hoàn toàn minh bạch về lai lịch.
Trong thời gian thuê xe, Quang đã cắt hệ thống định vị trên xe và gắn vào đó một cục pin. Mục đích là để hệ thống định vị tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ hoạt động được thêm một thời gian ngắn nữa rồi sẽ tự động bị tê liệt, ngưng định vị. Như vậy, sau khi Quang trả xe cho anh Phúc, thiết bị định vị vẫn có thể hoạt động thêm một thời gian nữa, chứ không bị ngắt liền. Chính vì thế, anh Phúc sẽ không nảy sinh nghi ngờ đối với Quang. Tiếp theo đó, Quang thay vào xe một thiết bị định vị khác để sau khi trả xe, Quang vẫn có thể tiếp tục theo dõi vị trí chiếc xe, chờ thời cơ ra tay trộm cắp. Đồng thời, Quang cũng làm một chiếc chìa khóa mới, mục đích để điều khiển chiếc xe khi lấy trộm. Sau khi trả xe cho anh Phúc, Quang không vội vàng ra tay hành động mà cố tình đợi thêm một tháng nữa, bởi nếu ra tay sớm, rất có thể sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Nhưng nếu đợi thời gian qua đi, nhiều khả năng Quang sẽ có thể thoát tội. Tuy nhiên, sau cùng, đối tượng vẫn bị công an điều tra ra và bắt giữ. Tình huống này chính là bài học cho những ai kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô cần phải nắm rõ thủ đoạn này để có sự đề phòng, bảo vệ tài sản của mình. Bên cạnh đó thì các chủ xe cần phải cẩn trọng hơn trong việc gắn thiết bị định vị trên xe, nên lựa chọn gắn ở những vị trí khó phát hiện để tránh việc bị người thuê xe can thiệp vào định vị như trong tình huống vừa rồi. Ngoài ra thì cũng cần có sự cảnh giác cao hơn, không nên đậu xe ven đường mà không có người trông coi. Càng không nên đậu xe qua đêm ở bên ngoài vì rất dễ bị kẻ gian để mắt đến, có thể bị trộm xe hoặc thông thường nhất là bị trộm kính chiếu hậu, trộm bình ắc quy hoặc là phá bánh xe. Để hạn chế rủi ro, chỉ nên đậu xe trong gara, bãi giữ xe và nếu đậu xe ven đường thì chỉ đậu vào ban ngày và cần có người trông coi cẩn thận quý vị nhé. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta bước sang năm mới, năm 2023. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quang Huy xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả quý vị khán giả. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và cũng đừng quên tiếp tục theo dõi, ủng hộ chương trình Chuyện Cảnh Giác. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ, quý vị hãy gửi về địa chỉ email chuyenkanhgiacvn@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Tài khoản định danh điện tử đang là một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Cụ thể, tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ đã được đăng ký tích hợp như là giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Việc này mang đến nhiều lợi ích cho công dân như giảm được nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên thực tế hiện nay, lợi dụng việc cài đặt định danh điện tử này cùng với việc một số người cao tuổi hoặc là những người không rành về công nghệ đang trở thành mục tiêu của bọn tội phạm lừa đảo qua không gian mạng. Câu chuyện của nạn nhân sau đây chính là trường hợp điển hình và mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Tôi năm nay cũng 60 tuổi, ngày thường thì tôi ở nhà có một mình. Con trai tôi thì nó đi làm ăn trên thành phố, cuối tuần nó mới về. Thời gian gần đây thì tôi cũng có nghe báo đài nói về cái chuyện cài đặt định danh điện tử gì đó. Thì không có rành lắm, mình chỉ biết sơ sơ là toàn bộ giấy tờ thông tin của mình được nhập vô một cái ứng dụng gì đó để cơ quan nhà nước ngồi quản lý. Chân cẳng nó nhức quá đi. Ai gọi vậy không biết. Alo, ai vậy? Dạ, cô có phải là cô Nguyễn Thị Thu Thủy ở đường số 1, phường 6 không ạ? À, đúng rồi. Nhưng mà cậu là ai? Dạ, con xin tự giới thiệu. Con tên là Cường, công an khu vực mới của mình ạ. À, vậy hả? Tại vì tôi nghe cái tên sao nó lạ quá. Mà có chuyện gì không cậu? Dạ, cô nghe lạ là đúng rồi. Tại vì anh Trung công an khu vực của mình á mới chuyển công tác thì con mới được bổ nhiệm về đây. Dạ, hôm nay con gọi cho cô là để kiểm tra công dân trong phường mình
đã đến công an phường để cài đặt định danh điện tử mức độ 2 chưa ạ? À, cậu ơi, từ từ rồi tôi đi. Tại mấy hôm rồi á, cái chân tôi nó đau quá. Tôi đi tới đi lui không có tiện á cậu. Tại vì trong địa bàn phường của mình á, cũng có một số cô chú lớn tuổi, đi lại cũng khó khăn, bất tiện. Thì hôm nay con gọi cho cô để hướng dẫn cho cô cài đặt trên mạng. Mình cài đặt định danh điện tử trên mạng được luôn, khỏi phải đi ra công an làm. Dạ đúng rồi cô. Cô chỉ cần ngồi tại nhà và cài đặt, không cần phải đi đâu hết à. À ơi, vậy là tiện quá. Tại vì hổm rài á, cái cô tổ trưởng nè cứ qua đây nhắc nhở, kêu là phải đi lên phường làm cho nó xong. Nhưng mà cái chân tôi đây nè, trái gió trở trời cái đó nhức quá đi, tôi chưa có đi được. Mà nếu mà cậu nói mà làm cái kiểu đó được á, trời tốt quá. Dạ, vậy bây giờ con sẽ hướng dẫn cụ thể cho cô cách thức cài đặt như thế nào ha. Vậy hả cậu? Dạ, bây giờ cậu còn hướng dẫn cho tôi rồi tôi làm luôn được luôn hả? Dạ, rất là nhanh cô ơi. Bây giờ con sẽ gửi cho cô một cái đường link. Cô bấm vào đường link đó, cô sẽ thấy một cái ứng dụng. Cô bấm vào ứng dụng và cô tải ứng dụng về điện thoại của mình. Rồi cô điền đầy đủ tất cả thông tin của cô vào trong đó. Cô nhớ là điền chính xác giúp con. Điền xong, cô bấm kết thúc. Là cô đã hoàn thành xong, coi như là mình đã đăng ký xong mức độ định danh điện tử cấp độ 2. À, được rồi, để tôi tải rồi tôi làm luôn. Dạ, vậy bây giờ con sẽ gửi cho cô cái đường link mà cô cứ căn cứ theo những gì con hướng dẫn từ nãy giờ cô làm. Nếu có gì thắc mắc cô cứ gọi cho con. Rồi, cảm ơn cậu nha. Dạ, vậy nha cô. Dạ. À, bây giờ làm qua mạng vậy cho nó gọn nó tiện nữa. Có lý đâu mà bắt đi lên phường. Trời đất ơi, chân cẳng thì đau, già cá nữa. Thôi bây giờ á, đi vô lấy giấy tờ ra rồi làm luôn. Để quên. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì hết, vẫn đinh ninh cho rằng cái cậu này là công an thật, đang hỗ trợ mình làm cài đặt định danh điện tử. Sau đó thì cậu ta gửi cho tôi một cái tin nhắn, tôi mở tin nhắn ra thì thấy cái tin nhắn ghi như vậy nè. Để thực hiện cài đặt định danh điện tử, vui lòng bấm vào đây, tải ứng dụng. Thì đọc tin nhắn thấy ghi như vậy thì tôi mới làm theo, bấm vô cái đường link đó. Sau khi mà bấm vô á thì nó hiện ra một cái ứng dụng. Tôi nhớ rõ ràng là cái ứng dụng đó để hình logo của cơ quan nhà nước, đúng y như những gì cậu ta nói. Thay vậy cho nên lúc đó tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì hết mà bấm tải về luôn. Sau đó thì tôi cũng điền đầy đủ thông tin vô cái ứng dụng đó, bao gồm là căn cước công dân nè, giấy đăng ký xe, rồi bằng lái xe, bảo hiểm y tế này nọ. Ê, có tin nhắn nè. Ủa? Ủa, sao tin nhắn ngân hàng? Tài khoản của quý khách vừa giao dịch 136.800.000 đồng. Bây giờ số dư là số 0. Ủa là sao? Ủa, nãy giờ mình đâu có bấm cái gì đâu mà tự nhiên mà tài khoản nó bị mất là sao? Có khi nào ứng dụng ngân hàng nó bị lỗi không? Sau đó thì tôi mới lên ngân hàng. Bên ngân hàng báo đúng là tài khoản của tôi đã thực hiện một giao dịch chuyển hết tiền trong tài khoản 130.000.000 đồng sang một cái tài khoản khác. Thấy mọi chuyện bất thường nên là bên ngân hàng mới hỗ trợ tôi liên hệ báo cho công an để làm việc. Thì tới tận lúc này tôi mới biết là mình bị lừa đảo. Thì ra cái cậu thanh niên gọi điện cho tôi hướng dẫn tôi cài đặt định danh điện tử, cậu ta là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Chính xác là như vậy. Lợi dụng việc người dân đang quan tâm đến cài đặt định danh điện tử, nhưng một số người cao tuổi lại không rành về công nghệ. Chính vì thế, kẻ gian đã giả mạo là công an, gọi đến số điện thoại của người dân, chủ động đề nghị hỗ trợ cài đặt định danh điện tử qua mạng. Sau đó, hắn ta gửi cho nạn nhân một đường link và yêu cầu tải về ứng dụng. Tất nhiên, để khiến con mồi tin tưởng,
bọn tội phạm đã thiết kế hình ảnh trên ứng dụng rất giống với ứng dụng thật, nếu không có kinh nghiệm sẽ khó phân biệt. Thế nhưng thực chất đây lại là một ứng dụng có chứa mã độc. Khi nạn nhân tải ứng dụng này về, đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho kẻ gian hack và xâm nhập vào điện thoại của mình, kiểm soát nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng được lưu trong điện thoại, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản. Bên cạnh đó, việc nạn nhân điền đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ của mình vào ứng dụng đã vô tình khiến kẻ gian nắm được rất nhiều thông tin cá nhân của mình. Rất có thể, bọn chúng sẽ sử dụng các thông tin này cho mục đích lừa đảo trục lợi hoặc mua bán thông tin cá nhân. Người dân cần đề cao cảnh giác với loại tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, tuyệt đối không bấm vào những đường link lạ, không tải về điện thoại những ứng dụng lạ và phải thận trọng xem xét quyền truy cập cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh rơi vào tình huống như nạn nhân vừa rồi. Cần trao đổi với người nhà hoặc là hàng xóm để có thêm thông tin, tránh vội vàng nghe theo lời người lạ, dù họ có tự xưng là ai. Ngoài ra, để cài đặt định danh điện tử, người dân nên đến trực tiếp trụ sở công an gần nhất. Bên cạnh đó, nên có sự cảnh giác cao với những cuộc gọi từ số điện thoại lạ mà người ở bên kia đầu dây tự xưng là công an. Và khi xảy ra sự cố, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi mình sinh sống để trình báo và nhận hỗ trợ kịp thời của cơ quan chức năng. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ xin gửi về địa chỉ email quen thuộc truyenganhgiacvn@gmail.com. Còn bây giờ con Huy xin chào và hẹn gặp lại. Kính gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi Chuyện Cảnh Giác. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, hiện nay shipper đã trở thành một trong những ngành nghề phổ biến tại nhiều đô thị lớn trên khắp cả nước. Và hẳn nhiên, nghề nào cũng sẽ có sự rủi ro của nó, kể cả công việc shipper cũng không ngoại lệ. Điển hình là trường hợp gặp phải những tên cướp đội lốt khách hàng. Tình huống sau đây chính là một bài học cảnh giác cho những ai làm nghề shipper. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi làm nghề shipper, giao hàng cho một sàn thương mại điện tử. Quy trình làm việc thì tôi sẽ tới địa chỉ của shop tôi lấy hàng, rồi sau đó đem đi giao cho khách. Tôi nhớ hôm đó tôi nhận một đơn hàng có giá trị cao. Alo, chị Thảo ơi. Alo, à tôi tới rồi nè. Tôi nhận đơn hàng, chị đem ra cho tôi nha. Nè chú, con đóng gói hết rồi đó. Có địa chỉ, số điện thoại rõ ràng á, có gì chú giao giùm con nha. Nhìn tính. Rồi. Dạ. Em hay là tôi sáu, cái này tôi đi mấy lần rồi. Dạ. Rồi. Ủa, cái gì tôi hộ tới 8 triệu vậy kìa cô. Dạ đúng rồi, chú quên rồi hả? Bên con là chuyên bán ba cái hàng xách tay. Mà đợt này á, là con bán nguyên cái máy laptop luôn á, cho nên là trị giá nó hơi cao. Rồi sao cô không có nói khách hàng là chuyển khoản cho cô có tiện lợi hơn, mà tôi số tiền lớn này tôi cũng yên tâm nữa. Dạ đâu phải là con muốn là được đâu chú. Nhiều khi á, có nhiều khách hàng á, họ cũng khó tính lắm, họ đâu có chịu chuyển khoản trước đâu. Họ đòi kiểm tra hàng rồi mới trả tiền mặt. Con cũng phải đành chịu thôi. Cũng may đó. Vậy là tôi thu hộ, tôi phải ứng tiếp cho cô. Mà cũng may hôm qua đó, tôi mới nhận tiền à. 8 triệu chưa có xài, chưa gì hết. Bây giờ tôi ứng, tôi trả cho cô. Vậy tôi chuyển cho cô cái số tài khoản đó, là hôm bữa đúng không? Dạ dạ. Rồi tôi chuyển cho cô. Dạ. Rồi thì tôi thu hộ ha. Dạ, có gì chú chuyển qua cho con ha. Nhưng mà lần sau con nhớ nha, khách hàng mà số tiền lớn gì cô nói họ chuyển khoản dùm đi, chứ tôi nhận số tiền tôi cầm tôi cũng sợ lắm đó nha. Chú cháu mình với nhau không mà không sao đâu. Rồi. Con giao vậy hoài chú cũng biết mà không. Rồi. Sao đâu. Rồi vậy là để tôi đi giao điện cho người ta. Dạ à. Rồi con cảm ơn chú nha. Rồi, rồi, rồi. Dạ. Ê
theo quy trình giao hàng á, đối với những cái đơn hàng mà thu hộ thì sau khi nhận hàng tôi phải lấy tiền của mình ứng cho chủ shop, rồi sau đó giao hàng cho khách xong thì khách sẽ thanh toán lại cái tiền hàng cho tôi cộng với cái phí giao hàng nữa. Nhưng mà cái đơn hàng á, này phải ứng số tiền quá là cao, tới 8 triệu đồng lận, nên là tôi cũng thấy là lo lo trong bụng. Thì sau đó tôi mới gọi điện cho khách trước khi giao hàng để cho chắc ăn đó mà. Alo. Alo, ai vậy? Alo, có phải số máy này của anh Minh Đức không à? Tôi đây. Tôi chuẩn bị giao cho anh một cái đơn hàng là 8 triệu, cái máy laptop đã qua sử dụng với lại 45.000 cái phí vận chuyển luôn nha anh. Rồi ok. Anh giao qua đi, em đang ở nhà chờ luôn nè. Anh chờ nha, tôi tới địa chỉ liền tôi tới. Anh tới có gì gọi em nha. Lúc nói chuyện qua điện thoại á, cái người khách đó nói á là đang ở nhà chờ tôi qua giao hàng. Nghe khách nói vậy á thì tôi cũng thấy là yên tâm hơn rồi. Tại vì khách nói là đang ở nhà, vậy tức là cái địa chỉ nhà cửa rõ ràng rồi, thì khách kiểm tra hàng cũng dễ dàng hơn nữa. Alo. Alo. Cậu Minh Đức hả? Tôi tới nhà cậu rồi nè. Cậu qua đây lấy hàng cho nha. Rồi, ra đi. Rồi. Rõ ràng á, tôi nghe trong cái điện thoại á là cái người khách đó nói là rồi, ra liền. Nghe cứ như là đi từ trong nhà ra vậy đó. Nên tôi mới đợi. Nhưng mà rồi á, mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Dạ chú giao laptop phải không chú? Cậu là ai? Dạ con Đức nè. Ủa chứ không phải nhà đây sao? Dạ cái này nhà bạn con, nhà con lúc dưới kia kìa. Tại vì con giao chỗ này đặt cho nó gần. Tiền rẻ nữa. Dạ. Chú cho kiểm tra chú. Tôi thu hộ 8 triệu với tiền phí ship là 45.000 nha, là 8 triệu 45.000. Dạ hồi nãy chú nói con rồi. Rồi để tôi khui ra cho coi ha. Đây. Nè. Dạ chú cho con mượn. Chú cho con mượn coi kỹ. Dạ. Đây. Đó, nó cài hoàn toàn đó không? Dạ cũng được. Khách không đứng trong nhà mà đứng giữa đường kiểm tra hàng, lại còn là hàng mắc tiền nữa, nên tôi cũng thấy là lo. Trời ơi, tôi sợ cướp giật này nọ. Cho nên trong lúc mà khách kiểm tra, tôi vẫn cầm cái laptop trong tay, định khi nào trả tiền rồi thì mới giao hàng. Nhưng mà ai có ngờ đâu. Dạ. Ê mày có kiểm tra lấy tiền trả chú mày. Lấy tiền tôi gửi mày đó. Chú ơi. Ôi trời. Chú. Hình như laptop bị chạy chú ơi. Chú cho con mượn coi thử lại cái. Đây nè cái chỗ này nè, chạy quá trời luôn nè chú. Tôi đâu có biết đâu. Tự nhiên đâu chú cho con mượn coi kỹ lại. Họ giao cho tôi rồi xong xuôi cái là tôi chỉ biết cái giao này thôi. Là chủ shop nó sai rồi. Chủ shop nói là không chạy một miếng nào, chú cho con mượn coi thử. Đâu, chạy nè, chỗ nào đâu. Nè, chạy quá trời chạy luôn nè. Chạy khúc này nè, chú thấy không? Thấy không? Chú phải điện nói chuyện với nó đi. Vậy đó, hai cái cậu thanh niên đó giật cái laptop chạy mất luôn. Tiền thì chưa trả một đồng nào hết.
cho tới khi mà tôi về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, ơi thì mới nhận ra từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của bọn lừa đảo. Mình đã bị giăng bẫy cướp tài sản. Đầu tiên, đối tượng Đức đặt mua qua mạng một chiếc laptop và yêu cầu giao đến địa chỉ một căn nhà. Nhưng thực chất đó không phải là nhà của Đức. Nhưng khi ông Thái liên hệ, hắn ta vẫn cố tình nói chuyện như thể là mình đang ở nhà chờ shipper qua giao hàng. Những chi tiết này chính là thủ đoạn của kẻ gian, hòng khiến shipper tưởng rằng giao hàng đến tận nhà cho khách. Có địa chỉ nhà cửa hẳn hoi nên cũng sẽ có phần yên tâm hơn và từ đó thiếu đi sự cảnh giác. Và khi ông Thái đến địa chỉ giao hàng thì Đức và một thanh niên đi cùng không bước ra từ trong căn nhà mà lại chạy xe máy đến. Chính điều này khiến cho ông Thái sinh nghi. Vì vậy, trong lúc cho Đức kiểm tra hàng, ông Thái luôn cố giữ chiếc laptop trong tay do sợ bị cướp giật. Nhận thấy con mồi có sự cảnh giác, Đức liền giở ra chiêu trò, nói rằng laptop bị trầy xước và rồi lấy chiếc laptop ra khỏi tay ông Thái, sau đó đẩy nạn nhân ngã xuống đường rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát. Để ý kỹ có thể thấy, tên đồng bọn đi cùng với Đức luôn trong tư thế ngồi sẵn trên xe như thế này, mục đích là chuẩn bị sẵn sàng để khi Đức cướp tài sản, leo lên xe thì nhanh chóng chạy tẩu thoát. Các shipper nên có sự cảnh giác khi giao dịch những món hàng có giá trị cao và luôn có ý thức đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Không nên thực hiện giao dịch hàng với những vị khách ngồi trên xe, đặc biệt khi xe còn nổ máy. Với những đơn hàng giá trị cao, có thể yêu cầu khách thực hiện chuyển khoản để đảm bảo an toàn hơn. Đồng thời cũng nên tránh giao hàng vào ban đêm hay là những nơi vắng vẻ để đề phòng kẻ cướp tấn công. Và khi nhận thấy khách hàng hiện nguyên hình là kẻ cướp có vũ khí, shipper nên bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân của mình trước, tránh việc kẻ cướp làm liều. Và nếu như rơi vào trường hợp này, hãy ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, biển số xe để có thông tin cung cấp cho cơ quan chức năng về sau. Xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ xin gửi về địa chỉ email truyenganhgiacvn@gmail.com. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi Truyền Cảnh Giác, chương trình phát sóng vào lúc 16:40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, mạng xã hội đang trở thành phương tiện kết nối giữa những người xa lạ, tạo điều kiện cho việc hình thành những mối quan hệ từ công việc, bạn bè cho đến cả tình yêu. Tuy nhiên, trên thực tế, mạng xã hội cũng chính là nơi mà các đối tượng lừa đảo lộng hành, giở ra nhiều chiêu trò hòng chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin. Nạn nhân trong tình huống sau đây chính là ví dụ điển hình bị lừa tài sản bởi gã người yêu quen qua mạng. Tôi quen biết bạn trai thông qua một cái hội nhóm làm quen kết bạn trên mạng xã hội á. Ban đầu thì hai đứa cũng chỉ nói chuyện qua lại tìm hiểu nhau vậy thôi. Cho tới khoảng được một tháng sau thì coi như là cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Được cái là cái anh này anh rất là quan tâm tới tôi, quan tâm từng chút một về cuộc sống của tôi luôn. Tới cả cái chuyện là hôm nay sáng tôi dậy mấy giờ, rồi ăn uống có đầy đủ hay không. Thì dần dần á, tôi cũng thấy ưng, muốn gặp mặt anh ở ngoài để coi làm sao. Lúc đó thì hai đứa chỉ mới nói chuyện với nhau qua điện thoại thôi, chưa có gặp mặt ở ngoài lần nào hết á. Ơi, em nghe đó. Nè, giờ này mà còn uống nước nữa hả? Trời ơi. Thì bữa nay em được nghỉ làm mà, nên em nghỉ ngủ nướng tí xíu. Rồi mẹ có nấu cơm cho ăn không hay là tính đi ăn tiệm nữa đó? Bữa nay mẹ không có nhà nên là em ngủ nướng đó, đâu có ai nấu ăn đâu. Tí xíu nữa em hẹn bạn đi ăn luôn. Hư quá à. Em tối ngày đi ăn tiệm hoài là không có tốt sức khỏe, không có đủ chất. Mày tự nấu ăn ở nhà rồi mua sữa rồi uống thêm vô biết chưa? Biết rồi.
Mà anh Trí nè, em thấy em với anh á nói chuyện với nhau á cũng lâu rồi. Hay là bữa nào mình hẹn nhau đi uống cà phê hay đi ăn gì bữa đi. Tất nhiên là được rồi. Trời, anh còn mong chờ ngày đó nữa nè. Phải không? Nếu mà anh thích thì hôm nay hai mình gặp nhau luôn cũng được á. Bữa nay luôn hả? Ừ. Thật ra là tôi cũng có chút lo lắng khi mà lần đầu đi gặp người bạn trai quen qua mạng. Mà sẵn tiện cái là buổi chiều hôm đó đó tôi cũng có hẹn đi uống cà phê với lại bà chị đồng nghiệp. Cho nên là tôi hẹn anh này ra luôn. Dù sao thì lần đầu gặp nhau chưa biết người ta như thế nào hết mà. Có người quen đi cùng mình thì nhiều khi mình cũng tự tin, cũng đỡ lo hơn. Ok. Vậy thì để em chọn địa điểm ha. Cũng được. Mà có cần mang qua nước hay không nè? Thôi không cần đâu. Để em chọn địa điểm rồi em gửi địa chỉ cho anh ha. Có gì em tới đó trước rồi em tới sau. Rồi vậy nha. Dạ. Bye bye. Ủa em? Em mới tới. Còn đây là giới thiệu với anh, đây là chị Phương, bạn đồng nghiệp làm chung với em. Dạ, dạ chào chị. Em dạ. Bạn trai của anh. Chị, anh Trí em có nói với chị rồi đó. Thấy cái cách giao tiếp của ảnh nó có vẻ cũng thân thiện lắm, tính tình thì hòa nhã nữa. Vẻ ngoài thì cũng rất là bảnh bao. Nói chung là tôi thấy cũng hợp với mình lắm á. Sau lần gặp gỡ đó thì tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cũng thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều thứ về cuộc sống. Tình cảm thì cũng bắt đầu tăng lên dần dần, rồi là mới chính thức yêu nhau luôn. Lúc đó tôi cũng mừng, cứ nghĩ là mình gặp được một người bạn trai tốt. Em biết rồi, anh cứ nhắc em hoài à. Thì anh lo chứ, anh thấy em đi làm suốt rồi ăn uống không có đúng cử gì hết. Lỡ sức khỏe nó bị gì làm sao? Biết rồi. Nhớ nghe chưa, anh dặn cái gì là phải nhớ nghe chưa? Dạ em nhớ rồi. Ừ. Mà em. Dạ. Ngày mai em có rảnh không? Dạ. Dạ em rảnh, ngày mai chủ nhật em được nghỉ mà. Vậy hả? Ừ. Mà anh định đi về quê, cũng lâu quá là anh chưa có về thăm ba má của anh. Em có muốn về quê anh chơi luôn không? Về quê anh hả? Ừ. Sao được, em thấy kỳ lắm. Tụi mình mới quen nhau à, mới có biết nhau đây mà về quê em thấy kỳ lắm, thôi không đi đâu. Đâu có cái gì đâu mà. Anh cũng lớn rồi, anh đối với em là thật lòng nghiêm túc đàng hoàng. Cho nên là thật sự anh cũng muốn tính chuyện lâu dài về sau nữa. Thì trước sau gì mình cũng về quê ra mắt gia đình thôi. Thì về sớm chút cũng đâu có sao đâu đúng không? Với lại anh nghĩ là em cũng nên về quê anh đi, cho biết nhà biết cửa biết gia đình anh luôn. Cũng tốt mà, để hai đứa mình hiểu nhau hơn. Mới quen nhau chưa bao lâu, thiệt tình kêu về quê ảnh tôi cũng thấy ngại ngại sao á. Nhưng mà ảnh nói đúng, đây cũng là cái cơ hội để mình tìm hiểu về ảnh, hiểu thêm về gia đình ảnh để coi là có phù hợp để tiến xa với nhau hay không. Cho nên là tôi cũng đồng ý luôn. Nhưng mà đâu có ngờ là cái chuyện về quê thực chất chỉ là cái cớ thôi, còn mục đích thật sự là để lừa đảo tôi á. Vậy để mai em chuẩn bị đồ xong, cái sáng mai anh qua anh rước em ha. Anh qua trước em thì dễ rồi, nói làm cái gì nữa. Nó có cái chuyện gì nè, nhà anh dưới quê là nằm ngay khúc đường đang sửa luôn, thành ra là chặn hết, không có cho xe ô tô chạy vô. Mà giờ không lẽ chạy về rồi đem gửi ô tô nhà người khác, anh đâu có yên tâm được. Rồi thí dụ mà tụi mình muốn đi chỗ này chỗ kia cũng khó nữa, tại đường đang làm là xe nó không có chạy vô được. Rồi không lẽ là gửi xe nhà hàng xóm rồi bắt em phải đi bộ vô, tội nghiệp em lắm. Mà gặp thêm cái xui nữa là thằng bạn anh dưới quê lên, nó đi làm trên thành phố này nè, mà nó chưa có xe nó đi, cho nên nó mượn tạm cái xe máy của anh luôn rồi. Thành ra là thôi ngày mai á, anh định nhờ em là chạy chiếc xe của em qua đây, em rước anh, rồi anh với em chạy xe máy về nhà luôn. Em thấy như sao, được không? Em qua rước anh hả? Ừ. Kỳ quá không anh? Tự nhiên em qua em rước anh, thấy kỳ quá à. Kỳ gì mà kỳ, em qua rước anh đi về nhà anh chứ có đi đâu đâu mà kỳ. Ý của anh nói là cái đoạn đường trước nhà dưới quê ảnh đang sửa chữa, cho nên là xe ô tô không có chạy vô được.
ảnh đi xe ô tô mà, cho nên là thành ra là không thể chạy xe ô tô về quê được, chỉ đi xe máy vô được thôi. Mà chiếc xe máy của ảnh thì mới cho bạn mượn rồi, cho nên là ảnh mới đề xuất là cả hai đi xe máy của tôi về quê, tức là tôi sẽ chạy xe qua rước ảnh rồi hai đứa chở nhau về quê ảnh đó, ý ảnh là vậy đó. Thì có là nghe thì cũng hơi kỳ chút, nhưng mà thôi kệ, cũng không phải chuyện gì to tát, cho nên thôi tôi cũng nghe theo ý ảnh luôn. Thôi được rồi, anh cứ chuẩn bị đồ đi, sáng mai em qua em rước anh ha. Rồi ok, quyết định vậy đi ha. Dạ. Rồi em nằm nghỉ ngơi thêm xíu đi để lấy sức, ngày mai về quê đường nó hơi xa đó nha. Em biết rồi, vậy thôi anh cũng tranh thủ nghỉ sớm đi ha. Rồi bye bye. Bye bye anh. Anh chờ em có lâu lắm không? Không, anh mới ra đây đứng có một xíu à. Dạ thôi mình đi ha. Em xuống xe đi để anh chở cho. Dạ thôi, xe của em biết ý, em chạy dễ hơn, để em chở cho ha. Đi cả trăm cây số lần để anh chở cho em chở, mệt mỏi tội nghiệp em nữa. Có sao đâu. Mặc dù là cũng có tình cảm với ảnh thiệt, nhưng mà tôi nghĩ chứ dù sao cũng là quen qua mạng rồi, quen nhau chưa có lâu, mình chưa có nắm nhiều thông tin về người ta, thì thôi mình cẩn thận vẫn hơn. Thì lúc đó tôi lo nếu như mà để ảnh cầm lái xe, lỡ ảnh chở tôi đi đâu mà mình ngồi trên xe mình không điều khiển được, không kiểm soát được thì biết làm sao. Cho nên á, tôi mới nói với ảnh là để tôi tự cầm lái xe thì yên tâm hơn. Anh đưa vỏ cho em đi. Anh xách mình vỏ nha. Ừ, rồi. Dạ. Lên xe. Sợ chưa? Rồi chạy cẩn thận đó nha. Dạ. Sau khi mà chạy xe được khoảng 1 tiếng thì anh mới sợ là tôi mệt, cho nên là kêu ghé vô quán nước ngồi nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp. Tôi cũng từng nghe nói là có mấy cái vụ uống nước mà bị có thuốc mê này nọ đó, cho nên là tôi cũng chủ động chọn một cái quán nước ven đường luôn, chứ là không có để cho ảnh chọn quán. Tôi đã cẩn thận tới cái mức đó rồi, vậy mà cuối cùng vẫn có chuyện. Cô chừng. Dạ. Rồi. Dạ, mình đi vô anh. Ừ. Để đây đi anh. Nóng quá. Dạ của anh 20. Trời, mồ hôi một kê một lum hết. Nóng quá. Mồ hôi một kê không. Rồi đi đường coi bụi nó đóng nè, dính như khóe mắt với trong cái kẻ mắt nè, đen xì hết luôn rồi kìa. Nhiều lắm hả? Ừ, đóng đen hết chỗ này nè. Đó. Vậy sao ta? Chạy gì? Cho em vô toilet cả nha. Ừ. Nói thiệt, mình là con gái thì luôn muốn giữ cái hình ảnh đẹp trong mắt người yêu của mình, cho nên là vừa nghe ảnh nói là mắt tôi dính bụi rồi bị lem gì này nọ là tôi lo, tôi sợ xấu, cho nên là mới chạy vô nhà vệ sinh để coi lại mặt mũi liền. Tức một cái là từ đầu tới cuối mình đã cảnh giác rồi, mà tự nhiên ngay cái khoảnh khắc đó mình lại sơ hở, gấp gáp chạy vô nhà vệ sinh mà để toàn bộ tài sản ở bên ngoài, để rồi sau cùng thì gặp chuyện. Mặc dù nhận thấy con mồi có tính cảnh giác, song đối tượng Trí vẫn không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục chờ đợi thời cơ. Ngay sau khi vừa đến quán nước, hắn ta liền nói rằng mặt chị Tuyền dính nhiều bụi, khiến chị lo lắng sợ mất hình ảnh đẹp trong mắt người yêu, nên đã vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Và chính ngay lúc này Trí nhận thấy thời cơ đã đến. Chết cha, mất tiêu rồi ta. Ủa, anh làm mất gì hả? Hình như tôi để quên điện thoại cái bóp tiền nhà luôn rồi. Chị nói chút nữa vợ tôi đi vệ sinh ra, chị nói là vợ tôi đợi ở đây xíu nha. Nhà tôi sát bên rồi, tôi chạy về tôi lấy cái bóp với cái điện thoại qua liền, có 5 phút rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, không có gì. Rồi.
đó là tôi mất sạch toàn bộ tài sản đem theo, không còn một cái gì hết. Thì chị chủ quán thấy vậy á tội nghiệp, cho nên là chị mới gửi cho tôi mấy trăm ngàn để đi đường, để bắt xe về. Thì sau khi mà về tới rồi á, thì tôi mới quay lại cái chỗ, cái căn nhà là cái chỗ mà tôi qua rước hắn ta đó, gặp người chủ nhà luôn. Thì cái người chủ nhà mới nói cho tôi biết là căn nhà này chỉ có hai vợ chồng già sống thôi. Hèn chi cái bữa trước mà, cái bữa mà tôi qua đón á, thì hắn ta không có đi từ trong nhà ra mà chỉ đứng trước nhà thôi, mà còn cố tình chọn ngay một cái căn nhà sang trọng như vậy để tôi tưởng đâu đó là nhà của hắn. Thiệt tình là một bài học nhớ đời cho tôi. Ban đầu đối tượng Trí tham gia vào các hội nhóm làm quen, kết bạn trên mạng xã hội với mục đích tìm kiếm con mồi. Sau đó thì hắn ta chủ động nhắn tin làm quen chị Tuyền. Và trong suốt khoảng thời gian tương tác với nhau, Trí luôn tỏ ra mình là người lịch thiệp, có công ăn việc làm ổn định, đặc biệt là người luôn chăm sóc cưng chiều bạn gái. Nhưng trên thực tế, chiêu trò này rất dễ khiến cho những cô gái nhẹ dạ cả tin, dễ dàng bị dẫn dụ vào bẫy lừa. Tiếp sau đó, Trí mượn cớ là muốn bạn gái cùng mình về quê và đưa ra lý do để cả hai đi bằng xe máy của bạn gái về quê. Đến ngày hẹn, Trí cố tình đứng đợi bạn gái ở phía trước một căn nhà sang trọng để khiến con mồi tưởng rằng đó là nhà của Trí, nghĩ rằng Trí là người có điều kiện kinh tế. Và trên chặng đường về quê, Trí đề nghị ghé vào một quán cà phê ven đường để nghỉ chân. Rồi lúc này, nhân cơ hội bạn gái vào nhà vệ sinh, hắn ta đã nhanh chóng trộm toàn bộ tài sản của nạn nhân, gồm xe máy, túi xách, điện thoại, tiền mặt và nhanh chóng tẩu thoát. Thậm chí hắn ta còn giả vờ nói với người chủ quán cà phê rằng nạn nhân là vợ mình chứ không phải là bạn gái, mục đích là để chủ quán nước không nghi ngờ, bởi vì nếu là vợ chồng thì mối quan hệ thân thiết với nhau nên việc lấy xe đi cũng sẽ dễ dàng hơn. Người dân nên có tinh thần cảnh giác cao với những người bạn, người yêu, quen biết qua mạng. Cần phải có thời gian dài tìm hiểu về lai lịch, nhân phẩm, tính cách của đối phương trước khi quyết định tin tưởng. Khi đi gặp gỡ đối phương thì chúng ta cũng không nên mang theo nhiều tài sản trên người. Đồng thời nên rủ thêm bạn bè đi cùng và thông báo cho người thân biết về cuộc gặp gỡ này, thậm chí là chia sẻ định vị. Bởi không chỉ có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, mà trên thực tế, việc gặp gỡ những người mới quen biết qua mạng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm như là rơi vào đường dây buôn bán người, bắt cóc tống tiền. Cẩn thận không bao giờ là thừa quý vị nha. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ xin gửi về địa chỉ email truyền cảnh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày bán vàng, tôi cũng có nhận gia công vàng theo mẫu yêu cầu của khách. Thì hôm đó có một cậu thanh niên ghé tiệm của tôi. Cậu đó thì nhìn cách ăn mặc thấy cũng lịch sự. Chào cậu. Cậu muốn mua nhẫn cưới hả? À, dạ con mua nhẫn cơ. Cô cho con coi nha. Anh đây nè, mấy cái mẫu này nè, cậu lựa đi. Dạ. Cậu mua nhẫn cưới hay là... sao cậu? Dạ, con mua nhẫn bình thường à. Nhưng mà mấy cái mẫu nhẫn con thích á thì nó không có ở đây. Sáng giờ con đi kiếm quá trời luôn mà không có chỗ nào có hết trơn cô. Vậy hả? Dạ. Vậy thì nếu mà cậu có mẫu mã đem lại đây á thì cái tiệm này á là tôi có gia công hết á. À, dạ có, con có lưu trong điện thoại nè. À, cô coi đi cô. Con thích gì đây nè? Thích cái kiểu gì á? À, cái kiểu này thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà cậu đi hết, không có cái tiệm nào mà nó có sẵn cái mẫu này hết trơn á. Dạ đúng rồi. Trừ khi cậu muốn á thì cậu đặt đi, tôi sẽ làm cho y hệt vậy luôn à. Cô ơi, chiếc nhẫn này tầm khoảng nhiêu cô ha? Cái này hả, nếu mà làm vàng 18 hay là vàng 24? À, con làm vàng 18 cô. Vàng 18 thì ước chừng luân công luôn á thì khoảng 9 triệu. 9 triệu à. À cũng được á cô, nhưng mà con phải làm đặt mà giống mẫu thì con mới lấy nha, chứ không giống là con không lấy đâu đó. Yên tâm, ở bên đây là tôi làm á đẹp lắm. Hồi nào giờ là tôi cũng hay gia công cho mấy cái tiệm khác. Nếu mà cậu quyết định làm á thì một tuần sau mới có nghe cậu, chứ không có lẹ được. À dạ một tuần luôn hả? À dạ được. Nhưng mà chắc con cũng phải gửi tiền cọc cho cô đúng rồi. Không? Nếu mà quyết định thì đặt cọc cho tôi 1 triệu trước. À dạ.
con tên Kiệt đó cô. Rồi, à. Dạ. Đây. Chắc chắn là giống mẫu à, chứ không giống là con không lấy đâu đó. Con lấy là tiền cọc luôn á. Yên tâm, cái mẫu đó cũng đơn giản thôi à, không có cái gì khó đâu. Dạ. Rồi. Dạ. Con gửi cô điếm này cô. Từng sau cậu quay lại đây ha. À, dạ. Đại sứ. Này còn tới lấy nhẫn đó cô. Đúng rồi, đợi tôi chút nha. Dạ. Đó rồi. Đây, cậu coi vừa ý chưa? Dạ. Đúng không? Giống không? Dạ giống, để con coi cho. Chỗ tôi hả, làm uy tín lắm. Nói một tầng là một tầng hà, thấy không? Rồi, con nhận giống y như đúc luôn. Đẹp thiệt cô ha. Con thử nha con. Vừa ý chưa? Vừa. Mặt tay cậu đẹp ghê luôn, đeo vô nó sáng giới á. Dạ, vừa mà đẹp, giống y như mẫu, con thích ghê con. Hôm hỏi má là cậu cọc tôi 1 triệu. Hôm nay cậu nhận hàng rồi á, là đưa thêm 8 triệu nữa là đủ á cậu. Dạ, mà con á muốn đặt một chiếc nhẫn á cho bạn gái con á cô. Đặt nữa hả? À dạ. Cậu có mẫu sẵn hả? À dạ, con có mẫu sẵn luôn nè cô. Để con nhìn đi cô. Dạ. À. Đó cô thấy không? Thầy, cái mẫu này á thì nó hơi khó hơn cái mẫu vừa rồi nha. À dạ. Thì phải thêm tiền công. Tiền bạc không thành vấn đề cô. Ê mà cô nhìn nè, nó cũng tựa tựa cái mẫu này ha cô. Nè cô nhìn nè. Nhưng mà cô thấy cái hộp không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. À. Làm được hết á. À, dạ. Vậy cô lấy mẫu này lại ha. Rồi con ra xe ha, con lấy tiền con trả cô nha. Rồi. Dạ. Nhưng mà nè cậu, cái hồi bữa hổm á là cậu đưa tôi 1 triệu. Dạ. Đúng không? Bây giờ nếu mà đặt cái này nữa là cậu cũng phải cọc cho tôi nữa. Thì tổng cộng á là 10 triệu. Cả cái này cả trước cả sau nha. Dạ. Rồi cô đợi con xíu rồi, con ra rồi, xe để, lấy tiền. Để tôi giấy, viết giấy. Dạ. Cô đợi con lấy tiền nha con. Ủa? Ủa cái cậu này ngộ à, sao nó ra xe lấy tiền mà sao rồi? Rồi cũng chưa có lấy nhẫn nữa mà đi đâu mất tiêu trời. Ủa sao cái chiếc nhẫn này nó xỉn màu vậy ta? À, này là đồ giả rồi. Sau khi kiểm tra chất lượng vàng thì đúng y như tôi đoán, chiếc nhẫn đó là giả. Xem lại camera tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Từ đầu đến cuối đều là thủ đoạn của kẻ lừa đảo. Hắn ta yêu cầu đặt gia công nhẫn vàng theo mẫu có sẵn, rồi chuẩn bị một chiếc nhẫn giả mẫu y hệt như vậy luôn. Sau đó nhân cơ hội đánh lạc hướng tôi, lại đưa điện thoại cho tôi xem một mẫu nhẫn khác để đặt gia công. Trong lúc tôi tập trung vô cái điện thoại không để ý, thì cậu ta đã tráo chiếc nhẫn giả để lấy trộm chiếc nhẫn thật, rồi giả vờ nói ra ngoài cốp xe lấy tiền và tẩu thoát đi mất. Lúc đó tôi nhìn trên bàn thấy chiếc nhẫn vẫn còn mà, cho nên đâu có tri hô, cũng đâu có đuổi theo cậu ta. Ai ngờ là chiếc nhẫn thật đã bị đánh tráo rồi, chỉ còn lại chiếc nhẫn giả thôi. Cái Facebook chủ yếu là để thi thoảng lên coi hình ảnh bạn bè đăng trên mạng, rồi để mình nhắn tin liên lạc này nọ vậy thôi, chứ cũng không có dùng quá thường xuyên. Thì bữa đó là tôi đang ngồi ở nhà thì có nhỏ bạn nó gọi tới, thì lúc đó là có chuyện không hay xảy ra. Ủa sao giờ này anh Lan gọi anh Chí ta? Alo, gọi tao Chí Lan. Mày, mày mới nhắn tin tao phải không? Tao nhắn tin cho mày hồi nào? Tao đang ngồi gọt trái cây ăn mà. Mà tao nhớ rất lâu rồi tao đâu có nhắn tin cho mày đâu. Mình lên mày coi Facebook của mày đi. Mày coi sao đây nha. Chứ thấy Facebook của mày nhắn tin hỏi mượn tiền tao 5 triệu đó. Cái gì? Từ trước giờ tao có bao đời mà mượn tiền mày đâu mà nhắn tin mượn tiền. Ủa mà mày nói Facebook của tao nhắn tin mượn tiền mày hả? Đúng rồi đó. Ê, nếu không phải mày á thì mày coi lại nha. Nhiều khi Facebook của mày bị hack rồi đó. Lên coi thử đi, mày tìm cách mày lấy lại. Chứ mày không coi mày là chỉnh lại hả? Nhiều khi nó lấy Facebook của mày á, nhắn tin nó mượn tiền, nó lừa đảo tùm lum người cho coi. Được rồi, để tao lên tao coi lại coi làm sao. Cảm ơn mày nhiều nha. Gì kỳ vậy ta? Tôi cũng từng coi trên mạng có biết về mấy cái vụ lừa đảo mà kẻ gian hack tài khoản Facebook của mình, rồi mạo danh là mình, lấy Facebook mình đi nhắn tin cho bạn bè, người thân để mượn tiền.
Nghe đâu là cũng có nhiều người bị lừa vậy lắm rồi, nhưng mà thiệt là không ngờ có ngày cũng tới lượt mình bị hack tài khoản Facebook như vậy luôn. Nếu như mà tôi chỉ dùng Facebook để nhắn tin tám với bạn bè này nọ thôi thì không có lo, mất Facebook thì mình bỏ luôn, mình làm lại Facebook mới. Nhưng mà ngặt nổi là trong Facebook của tôi có rất nhiều hình ảnh cá nhân, rồi còn một số công chuyện đồng nghiệp trong công ty cũng trao đổi qua lại trên Facebook, cho nên là bị hack thì tôi mới bị lo chứ. Sao tự nhiên Facebook bị đăng xuất là sao ta? Đăng nhập lại coi. Ủa, sao sai mật khẩu? Rõ ràng là bấm đúng mật khẩu mà sao để sai là sao? Sao vẫn sai là sao? Thôi rồi, giống như con Lan nó nói rồi, Facebook mình bị hack rồi. Bây giờ nó đổi luôn mật khẩu. Giờ sao ta? Thôi để mình lên mình coi thử cái cách nào lấy lại Facebook đi. Cách lấy lại tài khoản Facebook. Cái gì mà sao nhiều bước dữ vậy ta? Sao rắc rối vậy? Cái dở của tôi là chỗ đó đó, tôi không có rành về công nghệ. Lên mạng coi cái cách hướng dẫn để lấy lại Facebook mà đọc không hiểu gì hết trơn. Trong khi tôi còn lúng túng chưa biết phải làm sao thì ngay lúc đó có tin nhắn tới. Ủa, tin nhắn gì đây? Số điện thoại lạ quắc mà nhắn tin cho mình vậy ta? Tài khoản Facebook của quý khách có dấu hiệu bất thường. Trong trường hợp quý khách cần hỗ trợ lấy lại tài khoản và mật khẩu, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi, nhân viên kỹ thuật Facebook sẽ tận tình hỗ trợ quý khách. Trời đất, gì? Nhân viên Facebook nhắn tin cho mình hả? Sao hên quá vậy ta? Để mình nhắn tin lại thử coi sao ha. Tôi bị mất tài khoản Facebook, đang cần được hỗ trợ. Bấm OK. Đọc tin nhắn đó xong thì tôi tưởng đâu là nhân viên của Facebook nhắn tin hỗ trợ cho mình thiệt. Tại vì mình vừa bị mất tài khoản Facebook thì có tin nhắn tới đề nghị hỗ trợ mình lấy lại tài khoản. Thì chắc phải là nhân viên của bên Facebook thì họ mới biết chuyện tôi bị mất tài khoản chứ. Chứ người xa lạ làm sao mà biết được chuyện này. Thì đó cũng chính là cái chỗ sai lầm của tôi, chính từ đây mà mọi chuyện mới xảy ra. Ủa, sao lạ quắc vậy ta? Dạ alo. Dạ alo, chào chị. Em là Tiến, nhân viên hỗ trợ tài khoản Facebook. Dạ chuyện là vậy nè anh, tôi không có truy cập được vô cái tài khoản Facebook. Mà hồi nãy con nhỏ bạn của tôi á, nó có nha gọi điện cho tôi. Nó nói là cái tài khoản của tôi á, là có một người nào đó là dùng tài khoản của tôi rồi nhắn tin lừa đảo mượn tiền gì á. Dạ đúng rồi chị ơi, bây giờ là lừa đảo dữ trời lắm, nhiều người phải gặp lắm chứ không phải một mình chị đâu. Bởi vì Facebook của mình cần phải bảo mật chặt chẽ hơn á chị. Dạ cho em hỏi là tài khoản của chị là tên My Nguyễn đúng không chị? Dạ đúng rồi anh. À dạ. Vậy chị My cho em xin cái tài khoản mail mà chị lúc trước tạo ra cái Facebook được không chị? Tài khoản mail hả? Dạ. Anh ơi, em thú thiệt với anh luôn nha. Cái tài khoản Facebook của em hồi trước là nhỏ bạn em nó tạo giùm cho em. Rồi em xài tới giờ luôn. Chứ em cũng đâu có biết là nó tạo bằng cái mail nào đâu. Trời, vậy là cái trường hợp này hơi bị khó hả chị? Phải chi mình còn mail thì bên em sẽ hỗ trợ dễ lấy lại cái mật khẩu cho chị lắm. Còn nếu mà mất mail mà chị không biết thì phải can thiệp vào mã code để lấy lại tài khoản Facebook mới được. Mà can thiệp vào mã code thì cần phải chuyên viên kỹ thuật cấp cao bên em thực hiện mới được á chị. Dạ. Chi phí là tới 2 triệu á chị. Cái gì? Sao mà cao dữ vậy? Ủa, em tưởng là bên mình hỗ trợ là miễn phí chứ. Dạ chị ơi, bên em là công ty kinh doanh các dịch vụ liên quan tới Facebook. Công ty em hoạt động tại Việt Nam nhưng mà có liên kết với trụ sở chính với Facebook ở nước ngoài. Hoạt động với hình thức là kinh doanh thôi ạ. Nhưng mà dạ cho chị em nói chị nghe nè, thông thường á còn mail thì dễ dàng lấy lại được, còn cái này á đã mất mail rồi nên là khó lấy lại Facebook lắm. Với lại chị ơi, bây giờ hacker nó tinh vi lắm, nhiều khi á 2 triệu thôi mà chuyên viên bên em á lấy lại cũng không được luôn. Mà có những chỗ khác nha, nó yêu cầu chị 7-8 triệu, rồi nhiều khi á là còn cao hơn nữa đó chị.
Cái này á là bây giờ á em phải nhờ chuyên viên bên em xem thử coi có lấy lại được hay không á chị. Dạ vậy thôi. Nếu mà anh nói như vậy á thì thôi, chắc là em không làm đâu, tại vì tốn kém quá à. Thôi em cảm ơn anh nha. Dạ, có gì chị. Để em suy nghĩ lại. Dạ. Vậy có gì chị cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ chị nha chị. Dạ. Có cái tài khoản Facebook thôi mà làm gì mất tiền chứ à. Trên thực tế thì Tiến vốn không phải là nhân viên hỗ trợ lấy lại tài khoản Facebook như những gì hắn ta giới thiệu, mà sự thật Tiến lại chính là kẻ đã hack và chiếm đoạt tài khoản Facebook của chị My. Hắn ta cũng chính là người đã mạo danh chị My nhắn tin cho bạn bè, người thân của chị để mượn tiền. Và không chỉ dừng lại ở đó, Tiến lại còn tiếp tục dở ra chiêu lừa tinh vi hơn nữa. Nhờ việc hack thành công tài khoản Facebook của chị My mà Tiến đã biết được số điện thoại của chị, bởi vì tài khoản Facebook có liên kết với số điện thoại. Sau đó Tiến liên hệ với chị My và tự xưng mình là nhân viên hỗ trợ lấy lại tài khoản Facebook rồi đưa ra mức chi phí 2 triệu đồng. Mọi chuyện không thuận lợi như hắn ta nghĩ, chị My đã từ chối. Thế nhưng Tiến vẫn không dễ dàng từ bỏ con mồi. Hắn ta tiếp tục dùng Facebook của chị My nhắn tin cho nhiều người khác trong danh sách bạn bè để mượn tiền, hay thậm chí là gửi đường link có chứa mã độc. Và chính điều này đã tác động đến phía chị My. Dạ em nghe sếp ơi. Ủa à, My. Dạ. Ủa giờ này em khó khăn gì lắm hay sao nhắn tin mượn tiền anh vậy? Ủa em đâu có mượn tiền gì sếp đâu, mà em cũng đâu có nhắn tin gì đâu. Đâu, cái tài khoản Facebook của em vừa mới nhắn tin cho anh nè. Cái gì? Tài khoản Facebook của em nhắn tin cho sếp hả? Đúng rồi. Dạ sếp ơi, sếp cho em xin lỗi nha. Thiệt sự ra cái tài khoản Facebook của em hiện tại đang bị hack á. Vậy em coi sao để lấy lại Facebook đi. Dạ. Trời ơi, nó nhắn tin tới sếp luôn rồi. Thiệt tình là đúng xui luôn, cái tên lừa đảo đó nhắn tin cho ai không nhắn, nhắn tin lừa ngay trúng ông sếp ở công ty tôi. Đang bối rối chưa biết làm sao thì lại tiếp tục có chuyện nữa. Ủa, ông Phương kế toán gọi cho mình chi vậy ta? Trời đất thánh thần ơi, đừng có nói cái vụ Facebook nữa nha. Em nghe nè anh Phương ơi. Ủa My ơi, em gửi gì qua cái Facebook của anh vậy? Em nhắn gì mà vô xem đi hấp dẫn lắm, kèm theo cái đường link gì nữa. Sao anh thấy giống cái mùi lừa đảo á, mà có phải em nhắn không? Ủa, lại là Facebook của em nhắn tin cho anh nữa hả? Nó còn gửi kèm cho anh một cái đường link nữa. Tại vì anh cảnh giác cho nên anh gọi cho em, anh xác nhận trước. Chứ anh sợ mấy người không biết á, rồi họ bấm vô đường link một cái là đảm bảo điện thoại bị dính mã độc liền. Anh sợ xui xui là mấy cái bọn lừa đảo nó xâm nhập vô điện thoại của anh, rồi nó rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng, tùm lum thứ mệt mỏi lắm. Trời đất ơi, cái gì mà nguy hiểm dữ vậy anh? Ôi anh Phương, em nói nghe nè, hình như là anh gành về uy tín, anh gành về công nghệ đúng không? Anh có cách nào anh chỉ giúp em đi, chứ cứ vậy hoài chắc chết luôn quá à. Có cách anh chỉ em nè, nhanh nhất. Hả? Lên mạng coi đi. Yeah. Hỏi rồi cũng như không à. Thôi mà giờ mình đừng lên mạng đi. Hồi nãy có một anh nhân viên, anh nhắn tin lại rồi anh gọi điện lại cho mình. Anh muốn hỗ trợ mình thì sao mình không kiếm ảnh? Ừ, thôi mình gọi ảnh đi. Gọi lại thì sao? À dạ em nghe nè chị My. À dạ anh ơi, chắc là em nhờ anh giúp đỡ hỗ trợ lấy lại cái tài khoản Facebook giùm em nha anh. Cái tên lừa đảo đó bây giờ nó nhắn tin cho bạn bè đồng nghiệp của em mượn tiền tùm lum hết anh ơi. Dạ bởi vì em nói rồi, Facebook của mình mà rơi vô tay mấy thằng lừa đảo đó, mấy thằng hacker á, khó chịu lắm, nó làm phiền người thân mình lắm chị. Nhờ chị sẽ cung cấp cho bên em về thông tin cá nhân của chị để tăng cái tính bảo mật bên Facebook nó cao hơn á chị. Dạ là căn cước công dân nè. Dạ rồi, để em cung cấp cho anh liền ha. Theo các chuyên gia an ninh mạng, các thông tin cá nhân được yêu cầu cung cấp có thể được lưu trữ lại, sau đó dùng cho mục đích khác như là xâm nhập tài khoản ngân hàng. Người dân cần hết sức lưu ý và cân nhắc khi được yêu cầu cung cấp các thông tin này. Với lại chị My ơi. Dạ. Bên công ty của em có nguyên tắc á, là chị phải cọc trước số tiền là 50%,
Còn sau khi tụi em lấy lại tài khoản Facebook của bên của chị rồi á thì chị sẽ trả 50% còn lại á chị. Dạ ok được rồi, để em sẽ cọc cho anh trước 50% ha. Là 1 triệu đúng không anh? Dạ. Ôi thiệt luôn á. Không biết là bạn bè, người thân của mình có ai bị lừa tiền nữa không? Không biết nữa. Suy đoán của chị My là chính xác. Đầu tiên đối tượng Tiến hack tài khoản Facebook của chị My, dựa vào thông tin trên Facebook tìm thấy số điện thoại của chị và liên lạc. Sau đó Tiến đóng vai người tốt đề nghị giúp chị My lấy lại mật khẩu Facebook với mức chi phí 2 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền cọc trước 1 triệu đồng từ chị My, Tiến vẫn không dừng lại ở đó. Hắn ta truy cập vào Facebook của chị My, chụp lại hình ảnh gửi cho chị xem, mục đích là để thể hiện cho con mồi tưởng rằng tài khoản Facebook của chị đã được lấy lại thành công. Từ đó Tiến yêu cầu chị chuyển luôn số tiền 50% còn lại. Phi vụ đã trót lọt cũng là lúc kẻ gian biến mất không dấu vết. Còn nạn nhân thì vừa bị mất tiền mà vẫn chưa thể lấy lại được tài khoản Facebook. Người dân